Như các bạn đã biết thì đại dương chiếm đến 3/4 diện tích bề mặt trái đất. Vậy nên, ẩn dưới vùng biển xanh mênh mông ấy có vô số các loài sinh vật biển với kích cỡ khổng lồ đến mức bạn không thể nào tưởng tượng nổi. Và câu chuyện một ngày dạo chơi ngồi câu cá, vô tình vớ được mẻ cá bự không phải chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, đâu mới thực sự là những trường hợp hiếm có khó tin. Muốn tìm lời giải đáp thì cùng theo tôi nhìn qua top 10 những sinh vật biển lớn nhất từng bị bắt ngay sau đây nhé! Mực ống vuông. Hồi những người đam mê ăn hải sản chắc đã vô cùng quen mặt với các em mực ống đúng không? Ngày thường, những con mực trên bàn ăn thường nặng hơn 1kg thôi, chả có gì đặc biệt cả. Nhưng vào năm 2012, cả thế giới đã nhìn nó với một con mắt kinh ngạc. Bởi vì một con mực khổng lồ đã được tìm thấy và vinh dự giành luôn giải thưởng con mực dài nhất. Nó được nhóm các nhà khoa học từ Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản lần đầu tiên chụp ảnh mực ống vua trong môi trường sống ở biển sâu. Những gì người ta biết về loài mực ống khổng lồ này là nó có râu rộng. Những xúc tu săn mồi của chúng có thể bắt mồi từ khoảng cách 9m, đỉnh của chóp luôn bà con ơi. Quân nhện Nhật Bản. Tuy không được biết đến nhiều như cua hoàng đế Alaska, nhưng quân nhện Nhật Bản mới thực sự là loài cua lớn nhất trên thế giới. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở vùng duyên hải phía nam của đảo Honshu từ vịnh Tokyo đến Kagoshima, được tạo hóa ưu ái ban cho đôi chân lớn nhất trong số các động vật giáp sắc, có thể lên đến 3,7m. Tính từ càng này tới càng kia, tức là gấp đôi chiều cao của một anh gốc 3m8 đấy các chị em. Bất ngờ hơn là chúng có thể sống đến 100 tuổi và khi chúng già đi, chân của nó đã tiếp tục phát triển. Nhưng mai của nó vẫn giữ nguyên kích thước. Người ta đã ghi nhận sản lượng quân nhện gom được vào năm 1976 đạt kỷ lục với 247 tấn. Tuy nhiên, sản lượng khai thác cứ giảm sút dần và cho đến ngày nay chỉ còn khoảng vài tấn mỗi năm. Cá vàng. Câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng cảm động đầy nước mắt hẳn là một ký ức khó quên trong tuổi thơ của chúng ta. Nhưng riêng với anh trai Anler Zafira Bianigi thì việc ôm trên tay con cá vàng tới 13,6kg mới là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh. Con cá được bắt ở một hồ phía nam nước Pháp, có bộ vảy vàng rực, chiều dài thân bằng một em bé 3 tuổi và Bianigi phải mất 10 phút vật lộn mới ôm được vật báu của mình. Còn các người bạn câu của anh cho biết họ đã mất tới 6 năm để giăng bẫy chú cá vàng khổng lồ này nhưng vẫn là chậm hơn anh một bước. Tuy nhiên, cuối cùng thì chàng trai cũng quyết định thả cá về với nước ngay sau khi làm được quả ảnh để đời. Hẳn đây là hiện thân của ông lão đánh cá trong truyền thuyết chứ còn gì. Tôm hùm. Một trong số những kẻ thống trị cấp phần ăn xa xỉ nhất thế giới, hẳn là phải gọi tên em tôm hùm này rồi. Tuy nhiên, đâu dễ gì để có một em tôm hùm càng đỏ xuất hiện trong các nhà hàng trang trọng. Bởi lẽ, việc đánh bắt phải nói là vô cùng vất vả. Tôm hùm thích làm nhà và sinh sống ở khu vực có đá, nơi chúng có thể ẩn nấp trong các kẽ hở để trốn tránh sự nguy hiểm đến từ những kẻ săn mồi mà không đâu an toàn hơn. Vậy nên, con người chỉ còn cách thả những chiếc lồng sắt lớn xuống biển với độ sâu hàng chục, hàng trăm mét. Chỉ để ngồi đợi tôm hùm tìm đến, quy mô khủng là thế, nhưng thành quả thu được sau mỗi lần ra khơi không có nhiều. Nhưng cũng bởi vì lợi nhuận đạt được quá là cao đi, nên mọi người cũng bất chấp nguy hiểm để làm công việc này. Còn nhớ năm 1977, một đội đánh bắt tôm hùm ở tại biển Nova Scotia, Canada đã may mắn bắt được một em tôm hùm nặng 20kg. Đó cũng là con tôm hùm lớn nhất thế giới kịp ghi tên mình vào kỷ lục Guinness. Cá cờ. Loài cá này có khả năng bơi thuộc hàng top ở dưới nước với tốc độ kỷ lục là 112 km/h, thường được tìm thấy ở các khu vực cận nhiệt đới của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng có thể dài tới 4,65 m, cân nặng vào khoảng hàng trăm kg. Chuyện kể rằng, vào năm 1970, một nhóm bạn câu cá ở Oahu, Hawaii câu phải chú cá cờ nặng khoảng 495 kg. Đây là con cá cờ xanh được ghi nhận là lớn nhất thế giới đến thời điểm hiện tại. Vì quá ư là nặng ký mà người ta đã phải dùng cần cẩu mới di chuyển được em ấy từ trên thuyền vào đất liền. Thậm chí, họ còn kêu gọi một đội tình nguyện viên đến để giúp đỡ tìm cách bảo quản con cá nữa cơ.
chai tai tượng. Hôm nay, mình sẽ mạnh bảo nói về chai và đó là chai tai tượng, loài thủy sản khủng long dưới đáy biển. Chai tai tượng khổng lồ, đúng với tên gọi của nó, là loài chai lớn nhất trong ngành thân mềm. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra chúng bởi kích thước rất lớn, có thể cao đến 1,3 mét và cân nặng lên đến hơn 200 kg. Vỏ chai đôi khi có nhiều màu sắc lạ mắt, là nơi trú ẩn của nhiều loài cá nhỏ sống trong rạn san hô. Trong nhiều năm, sinh vật này đã bị khai thác quá mức làm thức ăn, lấy vỏ và buôn bán để trưng bày trong bể thủy sinh, khiến cho số lượng suy giảm đến mức báo động. Riêng Việt Nam, chai tai tượng được giao bán với giá 40 triệu trên một con vật sống. Bạch tuộc khổng lồ. Phù thủy bạch tuộc hẳn là nỗi sợ hãi của các em thiếu nhi, còn bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương thì là nỗi sợ hãi của nhiều người và giới sinh vật. Vì sao vậy? Bởi chúng là loài bạch tuộc lớn nhất với phạm vi mở rộng hơn 9,8 mét cùng cân nặng hơn 272 kg. Trong khi đó, vòng đời của chúng chỉ khoảng 4 năm tuổi, thường là chết ngay sau khi sinh, nhưng nó cũng là kẻ sống thọ nhất trong dòng họ rồi quý vị ạ. Mặc dù bạch tuộc thường có màu nâu đỏ, nhưng nó sẽ đổi màu khi bị đe dọa hoặc cần ngụy trang để có thể dễ dàng tra trộn vào những rặng san hô. Còn khi đêm xuống, bạch tuộc khổng lồ đi săn mồi như tôm, sò, cá và thậm chí chúng cũng có thể tấn công và ăn thịt cả cá mập. Chúng sử dụng những chiếc tua sắc bén dài tầm 6 mét để đâm thủng con mồi và xé thịt của chúng. Hoặc đôi khi biết cách làm tê liệt con mồi bằng thứ nước bọt độc hại rồi mới tiến hành xé đuôi con vật. Do những đặc tính trên mà việc đánh bắt, nuôi trồng bạch tuộc Thái Bình Dương khá là đau đầu đối với người làm kinh tế về thủy hải sản. Lươn biển khổng lồ. Lươn biển hay còn gọi là cá trình biển thường sinh sống ở phía đông Đại Tây Dương và rải rác ở một số con sông gần biển Bắc. Nhắc đến em ấy thì tôi lại nhớ đến món lươn biển cháy tỏi hay xào nghệ, ngon lắm luôn các ông ạ. Mấy năm trước, ông Lamehaven, người Đức cũng vừa mới đánh bắt được một con lươn biển khổng lồ trên sông Weser, khu vực thuộc thành phố Bremen. Nó có chiều dài 2,4 mét, nặng 75 kg. Và ông Haven phỏng đoán con lươn biển này phải trên dưới 100 tuổi, cụ lươn sống thọ nhất đến thời điểm đó. Sau đó, ông Haven đã bán con lươn biển khổng lồ này cho siêu thị thực phẩm Filler. Những người quản lý kinh doanh của siêu thị đã đem con lươn ra trưng bày để mọi người có thể cùng chiêm ngưỡng. Cá sấu hỏa tiễn. Cá sấu hỏa tiễn được biết đến là một thủy quái của đại dương bởi sở hữu hình dạng không giống một ai khi là cá nhưng lại có mình rắn đầu cá sấu. Chiếc mõm rất là dài, thẳng và nhọn cùng bộ răng kép nhọn hoắt không chỉ là đặc điểm nhận dạng đặc biệt mà nó còn giúp chúng trong việc tấn công, ăn thịt con mồi dễ dàng. Loài vật sống nhiều ở Bắc Mỹ trong các vùng nước ngọt. Khi trưởng thành, con cá hỏa tiễn to nhất có thể đạt tới chiều dài 3 mét, cân nặng 140 kg. Tuy cá sấu hỏa tiễn khá là nguy hiểm bởi có tính cách hoang dã, song chúng cũng địch bất lực nằm im chịu trói khi trở thành công cụ mua vui cho con người trong các hoạt động câu cá thể thao. Năm 1963, người đàn ông Kenny Williams đã bắt được con cá sấu hỏa tiễn nặng 302 pound, 137 kg trong ngày lễ tình yêu và chính nó là đại diện lớn nhất từ trước tới giờ mà con người đã bắt gặp được. Cá voi xanh. Nếu muốn đề cập đến sinh vật khổng lồ của đại dương mà không để mắt tới em cá voi xanh thì đúng là bạn đang thiếu kiến thức khoa học tự nhiên một cách nghiêm trọng đấy. Bởi lẽ nhân vật này là loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Loài vật đang thống trị các đại dương nhờ có chiều dài lên tới 30,5 mét và nặng hơn 200 tấn. Riêng chiếc lưỡi của chúng có thể nặng ngang với một con voi. Trái tim của cá voi xanh giống như một chiếc ô tô vậy. Quả là loài vật may mắn sở hữu một trái tim rộng lớn bao la mà. Chúng còn là loài có tính giác cực tốt khi hai con cá voi xanh có thể nghe tiếng gọi của nhau dù ở cách đó 1.609 km. Tuổi thọ trung bình của nó cũng kéo dài 80-90 năm, lâu hơn cả con người chúng ta nữa cơ. Sau nạn săn bắt cá voi thương mại, loài này gần như tuyệt chủng vào thế kỷ 20. May mắn thay, sau khi ban hành lệnh cấm toàn cầu, số lượng đã từ từ phục hồi. Mặc dù vậy, ngày nay, cá voi xanh vẫn phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa nghiêm trọng của việc biến đổi khí hậu hay là tai nạn đâm tàu trên biển. Trên đây
cũng chính là những sinh vật biển có cơ thể khổng lồ nhất được con người biết đến hiện tại. Tiếc là những em ấy phần nhiều đều bị đánh bắt để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận hay là giúp chúng ta giải quyết các vấn đề bụng đói mỗi ngày. Vậy, sau khi nhìn qua các gương mặt thân thuộc ấy, các bạn liệu có còn thích ăn hải sản nữa không? Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi để lại một comment cho chúng tôi biết với nhé. Cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ anh em trong ekip nhiều hơn nữa.